Dạ, xin kính chào các chị và các bạn ạ. Dạ, hôm nay là ngày cuối tuần, ngày nghỉ. Xin kính chúc các chị và các bạn ngày nghỉ vui vẻ, an toàn và hạnh phúc ạ. Dạ, hôm nay ngồi trò chuyện với anh chị một chút, rồi mình sẽ ra ngoài và quay cho các chị các bạn cùng xem giá cả của những cái chiếc xe đang hiện có tại showroom của Hiền Toyota. Dạ, hôm nay thì cũng còn mười mấy ngày nữa là Tết rồi. Dạ, năm nay thì công nhận là sức mua quá là kỳ vọng các chị bạn ạ. Cứ nghĩ rằng là năm nay là năm dịch bệnh thì nhiều khi là bà con làm ăn hơi khó khăn một chút thì sức mua có thể là kém. Nhưng mà không ngờ là quá trời luôn, bán quá trời luôn các chị bạn ạ. Bình thường hai showroom có khoảng hơn 100 chiếc xe, 120, 130 chiếc xe. Đấy, nhưng mà đến bây giờ là mua cũng nhiều. Mà bây giờ bán chỉ còn mỗi bên còn tầm khoảng 20 chiếc, hơn 20 chiếc thôi. Quá trời luôn. Dạ. Cứ nghĩ là mà năm nay là bán không được là do dịch bệnh, nhưng mà không ngờ lại bán quá lớn như thế. Dạ. Cũng sau rồi cũng nghĩ lại là có thể là do bà con các tỉnh là năm nay là trúng đất, sốt đất quá trời các cái tỉnh lân cận các chị bạn ạ. Các chị các bạn ở thành phố thì lại trúng chứng khoán. Nhưng mà nói chung là nó có một số những cái anh chị á, là trước kia là dư sức thừa khả năng mua xe nhưng mà lại không mua và chọn những cái phương tiện đi lại á, di chuyển bằng phương tiện công cộng. Nhưng năm nay á, có thể là do dịch bệnh, các anh chị các bạn đó là sợ là di chuyển bằng những phương tiện công cộng á, thì nó sẽ không an toàn. Cho nên là bây giờ cũng gần Tết rồi, cho nên là cũng chọn cho mình một chiếc xe để di chuyển cho nó an toàn đấy mà. Dạ. Vâng, hôm nay thì ở bên mình ở đây còn khoảng mười mấy 20 chiếc thôi. Nhưng mà hôm nay lại có cái chương trình giảm giá xe Yaris các chị bạn ạ. Yaris thì bình thường là Yaris là những chiếc xe rất là đẹp, phù hợp với phụ nữ. Màu đỏ, màu trắng rất là đẹp. Đấy, xe nhập Thái nguyên chiếc á, rất là đẹp các chị bạn ạ. Thì hôm nay là có chương trình giảm giá Yaris, mỗi chiếc thì mình giảm cho mười mấy 20 triệu các chị bạn ạ. Thì lát nữa mình sẽ ra quay để cập nhật giá trực tiếp cho các bạn cùng xem nhé. Dạ. Anh chị các bạn xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp mình nhé. Đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình để tạo cái động lực cho mình để làm nhật rất nhiều những cái video tiếp theo các chị bạn cùng xem nhé. Dạ, ok. Bây giờ mình sẽ ra ngoài và quay cho các chị bạn cùng xem cập nhật giá tất cả những xe ở đây nhé. Xe ở Hiền Toyota. Cảm ơn các chị bạn. Dạ. Ở đây các chị các bạn ơi, bên mình chỉ còn nói chung là trông rất là thưa thớt lắm các chị bạn ạ. Dạ, thưa thớt. Mười mấy chiếc xe như thế này thôi. Dạ, rất là thưa thớt. Bình thường bên mình bốn mươi mấy 50 chiếc mà các chị bạn. Dạ. Đấy, bây giờ mình quay từng chiếc một với các chị bạn cùng xem nhé. Dạ. Đây. Đây là một em Fortuner máy xăng đời 2017. Nhập Hino nguyên chiếc. Xe này thì hôm kia mình đã quay cho các chị bạn cùng xem rồi. Giá xe này là 795 triệu nha các chị bạn ạ. Dạ. Fortuner 2.7 máy xăng một cầu, đăng ký tháng 8 năm 2017 các chị bạn ạ. À. Dạ, giá xe là 795. Đây, tổng chất đây. Hôm qua mình cũng có quay rồi, nhưng mà thôi bây giờ cứ quay cho các chị bạn. Nhiều khi có nhiều anh chị các bạn á là chưa xem cái clip ngày hôm qua. Đây, ô đô là 67.000 các chị bạn ạ. À. Đó. Đây, xe Indo. Dạ, màu xám rất là khỏe khoắn, đẹp các chị bạn ạ. À. Dạ. Form mới nhé, 27 là form mới rồi, 26 là vẫn là form cũ. Dạ, rất là đẹp cái gì bạn. Đây, Fortuner 2.7 máy xăng một cầu màu xám, giá 795 triệu cái gì bạn nhé. Dạ, xe nhập Hino nguyên chiếc. Dạ, Odo là 67.000. Dạ, đây là một chiếc Camry 2.0 e đăng ký tháng 10 năm 2018, là Odo là 36.000 cái gì bạn nhé. Xe này full option. Xe này là giá bán là 830 triệu cái gì bạn ạ. À? Dạ. 830 triệu nhé. Đây, nội thất kênh chị các bạn cùng xem này. Đó. Chất màu kem rất là đẹp các chị bạn nhé. Dạ. Đó. Cũng như thường lệ á, mình quay chỉ quay lướt lướt cái chị các bạn cùng xem nhé, xem giá nhé. Và cái chị các bạn nào á mà muốn quay chi tiết chiếc xe nào á thì cứ nói cứ bình luận bên dưới á, mình sẽ quay chi tiết nhé. Dạ, đây Camry 2.0e biển số thành phố, 830 triệu các chị bạn nhé. Dạ,
Đây là cái chiếc Fortuner 2.7 ạ. Cái này là biển Long An nhưng mà gốc Sài Gòn, những cái gì bạn nhé. Các chị ở Sài Gòn đó, nếu mà mua xe này cũng không mất 20 triệu tiền biển những cái gì mà các chị bạn. Dạ. Đây, xe này xe Yaris. Đấy, Yaris là 2013, xe nhập Thái các chị bạn ạ. Biển số thì biển số tỉnh, số Nha Trang. Xe này thì đây, giá bán á là 380 triệu. Đấy, nhưng mà bên mình hôm nay là quyết định giảm giá xuống 360 nhé. Cái này là 360 các chị bạn nhé. Dạ. Cái này là ô tô là 120.000 km, sản xuất đăng ký năm 2013, biển số tỉnh. Ở đây đó, như bạn nhìn này. Đấy, xe nội thất màu đen. Đấy, xe này cũng đi bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng các thứ đi nghiêm chỉnh các bạn nhé. Nếu có bảo dưỡng kia là biết này. Đấy, như bạn nhìn này, nội thất màu đen rất là đẹp các bạn nhé. Đó, ok, 360 triệu cho một chiếc Yaris đời 2013, giá bán 380, bây giờ giảm xuống còn 360 các chị bạn nhé. Dạ. Đây cũng một chiếc Yaris biển số thành phố. Xe này thì đăng ký tháng 1 năm 2015 các chị bạn nhé. Dạ. Xe này đi được 57.000 km, giá bán là 440 triệu, bên mình bây giờ giảm xuống còn 430 triệu các chị bạn nhé. 430 triệu. Dạ. Tất cả những xe này là có trả góp qua ngân hàng các chị bạn nhé, trả góp 70% xe. Dạ. Đây nội thất màu xám trắng rất là đẹp các chị bạn nhé. Đó, xe màu đỏ rất phù hợp với phụ nữ ạ. Dạ. Chiếc Yaris nhập Thái màu đỏ rất là đẹp. Quay chi tiết cho chị bạn cùng xem. Đấy. Rồi ok, một chiếc Yaris nhập Thái giá 430 triệu, ô tô 57.000, xe đăng ký tháng 1 năm 2015. Dạ, đây, màu đỏ rất là đẹp các chị bạn nhé. Đó. Ok, đây là một em Venza 2.7, xe nhập Mỹ các chị bạn nhé, nhập Mỹ. Xe này thì biển số thành phố, trước đã quay cho chị bạn cùng xem rồi. Đây. Giá bán thì 595 triệu. Dạ. Cái này ô tô là 105.000 mai các chị bạn nhé. Cái này đăng ký tháng 3 năm 2010, biển số thành phố. Dạ. Cái màu xe rất là độc. Đấy, đèn da mà nội thất là tuyệt vời các chị bạn nhé, nội thất là tuyệt vời, xe từ 2010 nhưng mà không bao giờ lỗi thời cả. Dạ. Nhiều xe bây giờ còn không bằng đâu. Dạ. Xe nhập Mỹ mà, tiêu chuẩn Mỹ mà. Đấy, các chị bạn nhìn này, nội thất cực kỳ đẹp luôn. Đấy, ghế ra nguyên bản nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Dạ. Ok, 595 chiếc xe này nhé, nghe chị nhận bạn nhé. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mua xe thì nhanh tay, thì bây giờ gần Tết rồi. Nếu mà không nhanh thì không kịp đăng ký để có xe đi Tết được các chị bạn. Dạ, đây, quay những xe bên ngoài này nhé. Quay bên này thì ngoài này có thể là hơi ồn, các chị các bạn thông cảm nhé. Dạ. Đây, chị bạn nhìn này. Đây một chiếc Camry 2.0e đời 2015 chị bạn ạ. Xe này bên mình đang chào giá bán là 690 triệu các chị bạn nhé. Dạ. Camry 2.0e biển số thành phố. Dạ. Số thành phố. Đây. Đi được 110.000 km. Dạ, giá bán là 690 triệu các chị bạn nhé. Dạ. 2.0e đăng ký tháng 9 năm 2015. Dạ, đây là một em Corona Altis. Đấy, Altis 2.0V. Xe này là giá bán là 430 triệu các chị bạn nhé. Dạ, 430 triệu chiếc xe này. Dạ. Xe này đăng ký tháng 4 năm 2011, biển số thành phố và đi được 100.000 km. Dạ. 430 triệu các chị bạn nhé. Dạ. Dạ đây. Đây là một em Corona Cross bản HV, bản xăng điện các chị bạn ạ. Bản này rất là tiết kiệm nhiên liệu. 100 km chỉ đi hết có 4,7 lít xăng thôi.
xăng điện mà. Cái này biển số tỉnh. Dạ. Cái này bên mình chào giá bán là 950 triệu các chị bạn nhé. 950 triệu. Đăng ký tháng 4 năm 2021. Ô tô đi được 10.000 cây. Dạ. Đấy. Đây chúng ta ra cái bản nhìn này. Bản xăng điện. Rất là đẹp các chị bạn nhé. Đây. Và xem nội thất này. Đâu rất là đẹp này. Đấy, khách hàng lên một cái màn hình diện tích này, màn hình Android, yeah. Đó, sau này cực kỳ đẹp luôn, yeah. Xe này thì đẳng cấp rồi, ok. Rồi 950 triệu cho một cái chiếc xe Corolla Cross đời 2021 đi được 10.000 km. Đấy, xe này đầy đủ hết tất cả nhá, cam 360 thì này kia đủ hết. 420 triệu cho một chiếc Innova đời 2015. Dạ. Xe này thì đi được 165.000 km thì các bạn đi được đời 2015. Đây, nội thất này. Đấy. Để khách hàng lên ghế da cái thứ là màu xám, rất là đẹp. Dạ. Đây. Dạ. Ok. Thì các bạn 420 triệu cho một chiếc xe Innova đời 2015 số sàn. Đã. Đi được 165.000 km. Đây các bạn, đây là một chiếc xe Camry 2.0e đời 2018 đi được 45.000 km. Cái này giá bán là 820 triệu các chị bạn nhé. Đăng ký tháng 6 năm 2018. Đây, xe này thì có một cái mặt ca lăng độ lên giống như kiểu xe Lexus. Đấy, rất là đẹp các chị bạn. Đấy. Đây, quay nội thất nhé. Đó, nội thất màu kem rất là đẹp các chị bạn nhé. Dạ, đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất đẹp các chị bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp. Dạ. Thì biển số tỉnh đấy chị bạn ạ. Dạ. Đó, kỳ đẹp. Ok. 820 triệu cho một chiếc Camry 2.0e đời 2018 đi được 45.000 km. Dạ, biển số tỉnh. Dạ, đây là một chiếc Innova 2.0e 8 chỗ các chị bạn ạ. Cái này thì giá là 375.000, rất là rẻ. Xe này thì đăng ký tháng 6 năm 2013 các chị bạn nhé. Ô tô 520.000. Xe này biển số thành phố các chị bạn ạ. Dạ, đấy. Discovery. Đây. Thì nội thất da màu nâu đen. Đấy, rất đẹp các chị bạn nhá. Đấy. Đây, xe này thì bọc trần này. Trần 5D này. Bọc trần một chiếc cái thứ này. Đây này. Tapi cửa các thứ như này. Đó, bọc hết. Đấy, rất là phong cách chị bạn nhá. Giá rất là rẻ luôn. 375.000 thôi. 375 triệu thôi. Dạ, đây. Dạ, đây là một chiếc Fortuner máy dầu. Dạ. Đời 2020 các chị bạn ạ. À. Dạ. Xe này đi được 53.000 km. Bên mình chào giá bán là 900 triệu nhé các chị bạn ạ. À. Xe máy dầu này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ, rất là bền các chị bạn ạ. À. Dạ. Biển số thành phố 900 triệu các chị bạn nhé. Đó. Fortuner 2.4G số sàn máy dầu. Đấy, nội thất các chị bạn này, nội thất thì nguyên bản. Xe này thì mình đã quay chi tiết các chị bạn xem rồi ở những cái video đằng trước đây rồi. Đấy. Đây, tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ nha các chị bạn này. Đó. À, ngoài đô thị 6,2, trong đô thị 8,7 và kết hợp là 7,2 lít dầu các chị bạn nhé. Đi từ đây xuống Vũng Tàu quay về hết thì khoảng hơn 200.000 tiền dầu thôi. Rất là rẻ các chị bạn ạ. Dạ, đây, nội thất đây. Rất nguyên bản ghế nỉ các chị bạn nhé. Đây các chị bạn này, đây là một chiếc Innova 2.0V. Đấy, xe này 7 chỗ các chị bạn ạ. Đấy, cái hàng ghế sau là hàng ghế thứ hai là nó không liền như là cái E hoặc là G. Yeah. Đấy các chị bạn này. Xe này giá bán là 480 triệu các chị bạn nhé. Ô tô đi được 100.000 km.
đăng ký tháng 2 năm 2016. Dạ. Đây. Xe V là xe cao cấp nhất của dòng Innova các chị bạn ạ. Đó. Đấy, số tự động các chị bạn nhá. Đây. Đó. Kỳ luôn. Ghế da. Ghế da là gì? V là ghế da nguyên bản các chị bạn nhé. Số tự động, ghế da nguyên bản. Đấy. Xe này có 7 chỗ thôi. Đấy. Đây này. Nó khác với lại cái EVG là cái hàng ghế này là nó có hai ghế riêng biệt, cho nên là xe này có 7 chỗ thôi. Chứ không bình thường là ghế liền thì là 8 chỗ. Đấy, chị các bạn nhìn này. Đó, rất là đẹp. V là bản cao cấp nhất là của Innova nha các chị bạn. Yeah. Đó. Và giá chỉ có 480 triệu thôi các chị bạn nhá. Yeah. Đấy, 480 triệu cho một chiếc xe 2.0 V biển số thành phố. Dạ, đời 2016. Đấy, đi được 100.000 km. Đây, cũng một em 2.0E nữa. Đây, cái gì bạn này? Giá 420 triệu. Đăng ký tháng 11 năm 2015. Dạ, ô tô đi được 160.000 cái gì bạn nhé. Xe này thì đây, biển số Tiền Giang. Đấy, cái gì bạn. Màu rất là đẹp, màu vàng ánh kim. Dạ. Đây, xe nội thất cái gì bạn nhé. Nội thất ghế nỉ. Dạ. Đây, khách hàng có lên một cái màn hình Android rất là to, 9 inch. Dạ. Yeah. Đó. Đấy, cái gì bạn nhìn này. Đấy, cái hàng ghế giữa này của xe G với E này thì nó sẽ là liền như này, chứ nó không như là V. Dạ, đây. Hàng ghế sau thì nó gập lên rồi. Dạ. Đó. Ok. Đấy, 420 triệu cho một chiếc xe Innova 2.0E đời 2015 các chị bạn nhé. Dạ đây. Đấy. Biển số tỉnh. Dạ đây. Đây là một em Yaris. Biển số thành phố các chị bạn ạ. Dạ, biển số thành phố. Xe này đợt trước thì mình đã quay các chị bạn cùng xem rồi. Đời 2018 đi được 43.000 km. Giá bán trước kia là 570 triệu. Nhưng hôm nay là giảm xuống 560 các chị bạn. Giảm xuống 560 triệu. Đấy, một chiếc Yaris nhập Thái Lan nguyên chiếc màu đỏ, giá 560 triệu. Đấy, đời 2018. Đấy, rất là đẹp, trông rất là đẹp các bạn. Nội thất này, màu kem cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vẫn còn mới tinh luôn các bạn ạ. Dạ, 2018. Đi được 43.000 km, mới lắm. Dạ. Cái xe này thì phù hợp với chị em phụ nữ. Dạ. Đấy. Đây, mời các bạn chị xem. 560 triệu cái gì bạn nhé. Đấy. Đây mình đây này. Trên bảng giá là 570 này. Đấy. Còn mình hôm nay là giảm giá 560. Ok. Thế là hết xe ở đây rồi các chị bạn ạ. Bên mình thì các anh chị bên mua xe, thu mua xe cũng rất là tích cực mua xe. Đấy, nhưng mà không kịp để bán. Dạ. Đây, còn đây một loạt những cái xe này là xe đã bán rồi các chị bạn này. Đấy. Còn mười mấy chiếc xe đã bán chưa giao này, đang chờ giấy tờ với để đang chờ biển số. Dạ, đấy, các bạn nhìn. Đấy. Thì ngày mai ngày mốt thì có xe về thì mình sẽ quay chi tiết lại từng cái cho các bạn cùng xem nhé. Dạ. Đấy, cái gì bên dưới kia ông đang dọn rửa xe một chiếc kìa. Đấy, ngày mai ngày mốt thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem. Ok. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Dạ, cập nhật giá xe của bên mình. Dạ. Anh chị các bạn xem kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Đăng ký kênh và ấn vào cái chuông á để nhận được những cái video kế tiếp theo nha các bạn nhé. Dạ, xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại ở những cái video kế tiếp ạ. Dạ, xin chào ạ.